đối với em là một bài rất là đặc biệt, bởi vì đây là một bài em đã học khi em mới học tiếng Việt, và đó rất là hay. Và bài này là Nơi Ấy Trường Sa của ông Hoàng Kiên, và cũng sẽ hát cùng với các em nhỏ từ Vinschool. Em muốn tặng các em nhỏ ở Trường Sa và các chú và anh chiến sĩ ở Trường Sa. Và em cũng mong muốn là một ngày nào đó em cũng sẽ sang Trường Sa được. Tình cảm của em về Trường Sa là em rất là yêu Trường Sa. Em rất muốn biết nhiều thứ về Trường Sa. Và em cũng biết là Trường Sa của Việt Nam. Con rất yêu Trường Sa. Con mong là được đi Trường Sa với các bạn khác nữa. Con mong muốn được ra Trường Sa cùng các bạn. Con rất vui vì hôm nay con được hát về Trường Sa cùng các bạn. Bạn nào yêu Trường Sa nào? No! Các con có thấy vui không khi hôm nay biểu diễn bài hát Trường Sa?